thanh niên khóe miệng nhấc lên, cười nói, vẫn là sư tôn lợi hại, tiểu tử này hoàn toàn không phải là đối thủ. Lão giả mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chầm chầm hố sâu. Mấy hơi đi qua, gặp hố sâu vẫn không có động tĩnh, thanh niên suy đoán nói, hắn sẽ không chết à. Nói, hắn nhịn không được cười nói, cũng đúng, vừa mới sư tôn một kích kia khủng bố như thế, hắn không thể nào. Oanh, hắn còn chưa có nói xong, trong hố sâu đột nhiên xông ra một bóng người. Chỉ bất quá, đạo thân ảnh này cũng không phải lâm phàm mà chính là một vị nữ tử nữ tử người mặc một bộ màu xanh nhạt lưu tiên quần váy tay áo tung bay dường như trên chín tầng trời tiên nữ mày như xương nhiễm bay xéo nhập tấn hai con mắt giống như hàn đàm giống như thâm thúy lộ ra lạnh lùng mà nữ tử này chính là liễu mộng ly giờ phút này liễu mộng ly hai tay chính ôm lấy bởi vì thụ thương nghiêm trọng đã hôn mê lâm phàm lâm phàm hiện tại trạng thái không tốt lắm nhục thể giãn nứt thân hồn suy yếu Sinh mệnh khí tức chính đang trôi qua nhanh chóng, nếu là trễ chữa thương, rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Nhìn lấy Liễu Mộng Ly, thanh niên đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt hiện ra dâm tà, thật đẹp. Liễu Mộng Ly lạnh lùng mà liếc nhìn thanh niên, sau đó vừa nhìn về phía chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lão giả, không có chút gì do dự, nàng ôm lấy Lâm Phàm, xoay người bỏ chạy. Thời khắc này nàng, chỉ là một đạo thần hồn, không nói lão giả, liền xem như thanh niên, nàng đều có thể không phải là đối thủ, cho nên trốn là lựa chọn tốt nhất nhìn lấy quay người thoát đi liễu mộng ly thanh niên lúc này hạ lệnh nam giết nữ tử lưu lại đuổi theo cho ta nhận được mệnh lệnh lão giả lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng về liễu mộng ly chạy trốn phương hướng đuổi theo tốc độ cực nhanh qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa thanh niên liếm môi một cái mỹ nhân người ta chắc chắn phải có được hắc 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 nói hắn không do dự nữa đồng dạng hướng về liễu mộng ly chạy trốn phương hướng đuổi theo tại chỗ chỉ để lại quỷ minh. Bất quá, quỷ minh tại ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát sau, liền cũng đi theo. Liễu mộng ly ôm lấy đã hôn mê lâm phàm, một bên chạy, một bên quay đầu xem chừng, gặp lão giả theo đuổi không bỏ, trầm tư mấy giây, nàng cắn răng một cái, lại trực tiếp thiếu đốt thần hồn. Nàng tốc độ chạy trốn nhất thời nhanh mấy lần không chỉ, rất nhanh liền xông ra thâm uyên, xông ra thâm uyên về sau, nàng vẫn chưa dừng lại, tùy ý hướng về một chỗ bỏ chạy. Có thể cho dù nàng thiêu đốt thần hồn, sau lưng lão giả vẫn như cũ gắt gao theo sau lưng, không được bao lâu, đoán chừng là có thể đuổi kịp nàng. Cái này khiến Liễu Mộng Ly trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt có chút khó coi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Mộng Ly dần dần lực bất tòng tâm, thân hồn dần dần biến đến trong suốt, tốc độ cũng chậm lại. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên xuất hiện tại Liễu Mộng Ly trước người. Liễu Mộng Ly biến sắc, lập tức hướng về một chỗ khác bỏ chạy, chỉ bất quá, nàng vừa mới quay người lão giả liền đối với nàng một trưởng vỗ phía dưới trong chốc lát một tấm như mực cự thủ mang theo kinh khủng âm linh khí hung hăng chụp về phía liễu mộng ly liễu mộng ly thấy thế vội vàng một kiếm chém ra ầm một kiếm này trực tiếp chém vào cự trên lòng bàn tay răng rắc cự trưởng dạn nứt lập tức nổ tung liễu mộng ly cũng bị cái kia sóng xung kích tung bay đến mấy chục vạn dặm có hơn giữ vững thân thể nàng vẫn chưa do dự xoay người chạy lão giả trong mắt hiếm thấy lóe qua một vệt kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị lạnh lùng thôn phệ ngay sau đó bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ một bên khác liễu mộng ly thần hồn càng ngày càng suy yếu trong suốt nếu là tiếp tục như vậy nữa đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tán mắt nhìn trong ngực ôm lâm phàm liễu mộng ly hít sâu một hơi sau một khắc nàng thân hồn thiêu đốt càng thêm thịnh vượng đồng thời lực lượng của nàng trong nháy mắt tăng vọt nhưng đại giới chính là nàng thân hồn thiêu đốt tốc độ nhanh mấy lần không ngừng có thể nàng lại hoàn toàn không quan tâm liều mạng chạy trốn đảo mắt thời gian một nén nhang đi qua liễu mộng ly tốc độ lần nữa chậm lại đồng thời lần này nàng thần hồn cơ hồ cùng trong suốt không có gì khác biệt dường như một giây sau liền sẽ cùng thiên địa hòa làm một thể liễu mộng ly tự không trung rơi đến mặt đất cúi đầu nhìn lấy lâm phàm bất đắc dĩ nói ta tận lực thời khắc này nàng đã không có khí lực chạy trốn lúc này lão giả thân ảnh xuất hiện tại không trung hắn nhìn lấy liễu mộng ly Thân sắc bên trong lộ ra lạnh lùng. Liễu Mộng Ly mắt nhìn lão giả, sau đó lần nữa cúi đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng thở dài, "Là lỗi của ta, ta không cần phải mang ngươi tới đây." Hắc hắc hắc, chạy, tiếp tục chạy à?" Thanh niên âm thanh vang lên. Liễu Mộng Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó, đi theo phía sau quỷ minh. Thanh niên nhìn lấy Liễu Mộng Ly, mặt mũi tràn đầy dâm tà, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện liễu mộng ly thần hồn chính đang nhanh chóng tiêu tán thấy thế sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đến âm trầm nhịn không được mắng mẹ lại là một đạo thần hồn vừa mới sự chú ý của hắn đều tại liễu mộng ly trên dung nhan bởi vậy hắn vẫn chưa chú ý tới liễu mộng ly chỉ là một đạo thần hồn thể mà thôi hiện khi biết liễu mộng ly chỉ là một đạo thần hồn đồng thời lập tức còn muốn tiêu tán cái này khiến hắn bỗng cảm giác phẫn nộ liễu mộng ly cũng không để ý tới thanh niên mà chính là nhẹ nhàng đem lâm phàm thả đến mặt đất lập tức tay phải mở ra thị huyết kiếm xuất hiện đến trong tay đang lúc nàng chuẩn bị xuất thủ lúc một bóng người ngăn cản nàng nhìn lấy đạo thân ảnh này liễu mộng ly hơi sững sờ ngươi đã tỉnh lâm phàm quay đầu nhìn về phía liễu mộng ly lắc đầu nói không cần liễu mộng ly trên mặt lộ ra một vệt nụ cười không có việc gì dù sao ta lập tức cũng muốn biến mất lâm phàm đột nhiên nói sẽ không liễu mộng ly sửng sốt lâm phàm ánh mắt kiên định nhìn lấy liễu mộng ly ta sẽ không lại để ngươi biến mất. Nói, hắn trực tiếp đoạt lấy liễu mộng ly trong tay thị huyết kiếm, trong miệng nói ra, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi trốn, không cần do dự. Liễu mộng ly biến sắc, không muốn. Có thể lời nói vẫn là nói đã chậm, bởi vì lâm phàm đã hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về lão giả giết tới. Trên đường, hắn huyết mạch lần nữa sôi trào lên, thân hồn cùng nhục thân lần nữa thiếu đốt, lực lượng đáng sợ ẩm vang từ trong cơ thể nộ bạo phát. Lâm Phàm trước đó vốn là thụ thương liền rất nghiêm trọng, hiện tại lần nữa thiêu đốt thần hồn cùng nhục thân, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhìn lấy Lâm Phàm, Liễu Mộng Ly mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai tay không khỏi nắm chặt, toàn thân có chút phát run. A. À, Lâm Phàm gầm thét một tiếng, thể nội đáng sợ khí tức dâng trào, huyết mạch chi lực cùng một cỗ thần bí lực lượng quét sạch đến trên chín tầng trời. Chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt thị huyết kiếm, sau đó đem trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ quán thâu trong đó. Sau một khắc, Hắn đối với lão giả hung hăng một kiếm đánh xuống. Chảm tiên bạt kiếm thuật, kinh khủng kiếm thế, trong nháy mắt liền đem lão giả bao phủ. Một kiếm này, ngưng tụ trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, cho nên bạo phát đi ra uy năng cực kỳ khủng bố. Cho dù là tiên tôn cảnh ngũ trọng cường giả đến, chỉ sợ cũng gánh không được. Khủng bố như vậy. Thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này mẹ hắn thật sự là tiên tôn cảnh nhất trọng có thể vung ra một kiếm vẫn là cưỡng ép tăng lên đến tiên tôn cảnh nhất trọng người vung ra, đơn giản không hợp thói thường. Đối mặt một kiếm này, lão giả trên mặt không chút biểu tình, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, âm linh khí tại móng tay chảy xuôi, quang mang bốn phía, theo cái cuối cùng thủ ấn hoàn thành. Lão giả đột nhiên một trường vỗ ra, kinh khủng một trường, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, thời không trong khoảnh khắc vỡ vụn, vạn vật tùy theo tịch diệt. Cảm thụ được cự trường ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lâm Phàm sắc mặt một dữ tợn, trong mắt lộ ra điên cuồng, trong tay thị huyết kiếm chấn động mạnh một cái, lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Lâm Phàm một kiếm này hung hăng đánh vào cự trên lòng bàn tay. Kinh khủng sóng xung kích giống như sóng biển ngập trời, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, những nơi đi qua đều bị chôn vùi. Khủng bố. Răng rắc. Nhưng hiện thực trung quy là hiện thực, Lâm Phàm một kiếm này mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn không có vừa qua khỏi lão giả một trường này. Kiếm ý trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ mà bản thân hắn trực tiếp bị một trưởng kia hung hăng vỗ chúng cả người nhất thời bay ra ngoài trên đường hắn nhục thân nổ tung chỉ lưu lại một đạo gần như trong suốt thần hồn liễu mộng ly xuất hiện tại lâm phàm trước người mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy liễu mộng ly lâm phàm cười khổ nói ngươi tại sao không có trốn liễu mộng ly hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta là cái loại người này nghe vậy lâm phàm trên mặt lộ ra một vệt phức tạp cảm xúc lập tức thở dài một tiếng ai trách ta nếu như ta nghe ngươi rời đi cái này có lẽ liền sẽ không như vậy liễu mộng ly lắc đầu nói là ta không nên mang ngươi tới nơi này lúc này thanh niên đột nhiên nói loại tình huống này còn trò chuyện trời hai người các ngươi còn thật không có đem ta để vào mắt đây lâm phàm cùng liễu mộng ly quay đầu nhìn hướng thanh niên thanh niên biểu lộ lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói ưa thích nói chuyện phiếm đúng không vậy liền đi phía dưới trò chuyện nói hắn nhìn về phía lão giả giết bọn hắn. Lão giả không do dự, lần nữa nâng tay phải lên, lập tức bỗng nhiên một trường vỗ ra, một trường này, so trước đó một trường kia còn còn đáng sợ hơn. Liễu Mộng Ly thì biểu hiện được rất bình tĩnh, dù sao, nàng bản thân liền là một người chết, tử vong đối với nàng mà nói, không quan trọng. Lâm Phàm thì là có chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn còn không trở thành hắn sư tôn như thế tồn tại liền phải chết, như thế nào lại cam tâm đâu. Nhưng dù cho không cam tâm thì phải làm thế nào đây đâu, bây giờ chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Sư tôn à, đệ tử lại để cho ngài thất vọng. Lâm phàm hai con mắt chậm rãi đóng lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Cũng ngay một khắc này, một đạo áo trắng đột nhiên xuất hiện đến hai người trước người. Cái này đạo áo trắng có một đầu tóc bạc, tóc bạc như là thác nước rủ xuống, cho đến bên hông, theo hơi gió nhẹ nhàng phiêu động. Hàn dáng người thon dài, hai con mắt giống như như hàn tinh sáng chói, thâm thúy trong đôi mắt, tựa hồ cất giấu cuồn cuộn tinh hà, để cho người ta không cẩn thận liền sẽ lâm vào trong đó. Áo trắng thần sắc lộ ra bình tĩnh, đối với đánh tới cự trưởng, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, không có bạo phát bất kỳ lực lượng nào, cũng là phổ thông một chỉ, thế mà, theo cái này một chỉ điểm ra. Bàn tay khổng lồ kia lại đột nhiên tiêu tán, dường như không có xuất hiện qua giống như. Ngoạ tào Gặp một màn này, xa xa thanh niên trực tiếp mộng bức, đầu óc trống rỗng. Liễu mộng ly gắt gao nhìn chầm chầm áo trắng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, song quyền không khỏi nắm chặt lên lâm phàm lông mày nhíu lại tựa hồ ý thức được không thích hợp chậm rãi mở hai mắt ra khi nhìn thấy cái kia đạo áo trắng lúc hắn đầu tiên là sững sờ sau đó cho là mình nhìn hoa mắt vội vàng dụi mắt một cái nhưng cho dù hắn lại thế nào xoa nắn ánh mắt cái kia đạo áo trắng vẫn tồn tại như cũ lâm phàm nhất thời kích động sư tôn đang khi nói chuyện hắn nhất thời đỏ cả vành mắt trong mắt ẩn ẩn có nước mắt đảo quanh bất quá bị hắn nhịn được cái này mới không có rơi xuống, thân thể càng là tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, hắn là kích động, cũng là hưng phấn. Dù sao, mỗi lần hắn đến tuyệt cảnh lúc, cái kia đạo áo trắng cuối cùng sẽ xuất hiện. Cảm động, phức tạp đủ loại cảm xúc tuôn hướng lâm phàm trong lòng. Tô Trần quay người nhìn về phía hai người, không nói gì, mà chính là vung tay lên. Trong chốc lát, lâm phàm thần hồn không lại trong suốt, mà chính là bắt đầu ngưng thực, đồng thời, nhục thể của hắn cũng tại trong khoảnh khắc khôi phục nguyên bản muốn triệt để tiêu tán liễu mộng ly thần hồn cũng đã nhận được khôi phục chỉ bất quá vẫn chưa ngưng tụ nhục thân ngoạ tào thấy thế vừa mới bình phục cảm xúc thanh niên lần nữa trợn tròn mắt hắn mộng bức cái này còn có thể giúp người khôi phục thần hồn ngưng tụ nhục thân ngoạ tào à giả dạ à lâm phàm nhìn lấy tô trần trong mắt tràn đầy cảm động cùng áy náy sư tôn thật xin lỗi lại cho ngài thêm phiền toái tô trần bình tĩnh nói ta không cần thật xin lỗi. Lâm Phàm cúi đầu xuống, không dám cùng Tô Trần đối mặt, tựa như làm sai sự tình hài tử một dạng. Liễu Mộng Ly lúc này nói, kỳ thật trách ta, ta không cần phải dẫn hắn tới nơi này. Tô Trần nhìn về phía nàng, bình thản nói, ta nhờ ngươi nói chuyện sao. Liễu Mộng Ly biểu lộ cứng đờ, sau đó trầm mặc. Tô Trần không tiếp tục để ý Liễu Mộng Ly, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm nói, mặc dù ngươi lần này lại gây phiền toái cho ta, nhưng biểu hiện không tệ, ta liền không phê bình ngươi. Nghe vậy, Lâm Phàm hai con mắt nhất thời sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần, tạ ơn sư tôn. Tô Trần khẽ lắc đầu, quay người nhìn hướng thanh niên. Thanh niên nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Liền vừa mới Tô Trần chỗ làm ra thủ đoạn, cũng đủ để làm hắn coi trọng. Thanh niên trầm giọng nói, ngươi là ai? Tô Trần bình tĩnh nói, quy xuống nói chuyện với ta. Oanh, theo tiếng nói vừa ra, Thanh niên nhất thời cảm thấy có một cỗ vô hình mà phá vỡ hắn nhận biết lực lượng kinh khủng đè ở trên người. Cả người hắn trong nháy mắt quỳ xuống. Ngọa Tào. Thanh niên như bị sét đánh, biểu lộ ngưng kết. Hắn đần độn, Nam nhân này lại trực tiếp nhường hắn quỳ xuống. Hắn còn một điểm phản kháng cùng phản ứng năng lực đều không có. Đồng thời, áp ở trên người hắn cái này cỗ lực lượng kinh khủng, mạnh đến làm hắn liền ý niệm phản kháng đều không có. Quá kinh khủng. Ngọa Tào à. Phản ứng lại thanh niên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân ngăn không được run rẩy, trong mắt hoảng sợ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nam nhân này, quá kinh khủng. Phải biết, cho dù là lão giả, cũng không thể nào nói nhường hắn quỳ xuống liền quỳ xuống à. Ngoạ tào à. Hắn đến tộc cùng là nhân vật gì? Đây cũng quá vượt chỉ tiêu đi. Liễu Mộng Ly nhìn lấy Tô Trần, phức tạp nói, vẫn là trước sau như một vô địch à. Lâm Phàm thì là mặt mũi tràn đầy kích động, sư tôn nghiêu bức. Hắn giờ phút này, Thật càng phát ra nghĩ phải cố gắng tu luyện, sau đó trở thành Tô Trần như thế tồn tại. Đơn giản quá đẹp trai rồi. Lão già bởi vì đã bị luyện hóa thành lệ quỷ, cho nên đối Tô Trần vẫn chưa cảm thấy cái gì hoảng sợ. Nhưng có thể là bởi vì hắn vừa mới bị luyện hóa thành lệ quỷ, hắn nhìn lấy Tô Trần ánh mắt, trong mắt lại toát ra một tia ngưng trọng. Quỷ Minh thì là không chút biểu tình, thậm chí tại nhìn thấy thanh niên bị trấn áp lúc, muốn đối Tô Trần xuất thủ. Không thể không nói, thật dũng không hổ là tiên tôn cảnh lệ quỷ can đảm lắm lúc này tô trần chậm rãi đem ánh mắt rơi vào trên người lão giả lão giả biểu lộ lạnh lùng sau đó hai tay kết ấn trong chốc lát một cỗ đáng sợ âm linh khí tự trong cơ thể hắn dâng trào mà ra